Dạ, cho con được kính chào và kính chúc sức khỏe tất cả quý cô chú anh chị và các bạn. Chào mừng quý cô chú đã đến với kênh Bonsai Lộc Tĩnh Việt Nam, kênh chuyên về chia sẻ giao lưu cây kiểng trên toàn quốc của cô chú. Hôm nay thì tiếp tục một cái địa điểm giao lưu quen thuộc của chú, con ghé lại vườn của chị Huy. Tiếp tục giới thiệu đến quý cô chú một lô cây mới để cho mình tham khảo lựa chọn. Rất mong được sự yêu mến của tất cả quý cô chú dành cho nhà vườn ha. Cũng đa dạng các loại luôn, hôm nay có kim quýt đẹp đó. Rồi con mời quý chú gặp lại chị ha, chị giới thiệu cho mình giao lưu. Em chào chị Huy ha. Dạ, em chào anh. Em mến chào quý cô chú anh chị đã trở lại với kênh Bonsai Lộc Tĩnh Miền Tây ha. Thì hôm nay Bonsai Huy Hoàng nhà em tiếp tục lên clip mới để giao lưu cùng quý cô chú anh chị. Hôm nay em có một số loại cây bonsai ăn trái thần chậu ha, như là vú sữa nè, rồi mặn hoàng yến, rồi khế, rồi kim quýt ổi hết cô chú anh chị. Để giao lưu dùng cô chú anh chị số điện thoại để mình chốt đơn là 0939081082. Em ở quận Ung Môn, thành phố Cần Thơ ạ. Dạ. Dạ, để em giới thiệu cây đầu clip của ngày hôm nay cho cô chú anh chị gõ ha. Và mã hôm nay em giao lưu là mã C, cây đầu clip là cây vú sữa lò ghèn đó cô chú anh chị. Mã này là mã 1C á. Cây vú sữa này là thuần chậu lâu lắm luôn rồi, tay cành thì nó lớn lắm cô chú anh chị. Form tàn ấm mịn luôn ha. Đặc biệt là cây nó không có bị lỗi chỗ nào hết. Rồi em xin phép đo thông số ạ. À. Dạ, cây có chiều cao em đo lên tới đây là được 67 ạ. À. Tán dài là được 85. Đây là búp nụ hoa nha quý cô chú. Đây là nụ hoa đó đây. À. Cây đang có bông ở cô chú anh chị. Chuẩn bị cho hoa nhiều lắm. Dạ. Vú sữa lò ghèn ạ. À. Cây tay cành lớn lắm luôn ạ. À. Rồi để em đo cái hoành thân cho cô chú anh chị gõ ạ. À. Mình lấy dài trái thôi chú. Dạ, hoành thân em đo ngay đây là được 31 đó cô chú anh chị. Yeah. Đó, cái phần đế dưới đây thì nó nở đế đó, nó còn lớn hơn nữa hết cô chú anh chị. Tay cành lớn tụi em đã điểm 2-3 nước dây rồi tháo ra luôn rồi đó cô chú anh chị. Nè, cô chú anh chị tham khảo mấy cái cốt ở đây nè. Em đã điểm dây và tháo ra ha. Cây có một mặt cắt duy nhất thôi là chỗ này nữa cô chú anh chị. Yeah. Dạ rồi, mã này là mã 1C ạ. À. Thì cây vú sữa lò ghèn này em giao lưu cùng cô chú anh chị với giá là 3 triệu đồng ha. 3 triệu em bao ship toàn quốc cho mình luôn. Cây thuần chậu lắm cô chú anh chị an tâm đi ạ. 3 triệu chị ha. Dạ. Ship toàn quốc luôn. Này chắc đóng cái kỵ to. À. Rồi, đổi giúp em luôn. Dạ rồi, em xuống cây ạ. Cây đang có hoa luôn cô chú, đang búp nụ hoa. Dạ. Tiếp theo mình có khế. Dạ, tiếp theo là mã 2C. 2C em giới thiệu với cô chú anh chị đây là một khế chu em ghép với khế nhật ha. Dạ. Thì cây này cũng là thuần chậu luôn. Nhà em bán cây là cây thuần chậu hết và bán giao lưu với cô chú anh chị là bao ship đồng thời là bao sống luôn ạ. À. Đó, cây đang cho trái luôn đó cô chú anh chị. Dạ, cây này rất đẹp. Rồi, để em đo thông số ạ. À. Dạ, cây có chiều cao lên đây là được 63. Tổng tán dài là được 70 đó cô chú anh chị. Dạ, hoành thân cây là được 33 ạ. À. Em hảo cái phần đế ở đây cho cô chú anh chị gõ là được 74 ạ. À. Dạ. Cây rất là liền lạc luôn á, có mặt cắt ở đây thôi hả cô chú anh chị. Cái gốc này nhìn nó cũng quái lắm ạ. Khế đang cho trái nhiều lắm, trái khế nó còn lớn lên nhiều hả cô chú anh chị, mình ăn vô nó có vị chua. Đây, ở trong đây thì nó còn mấy trái luôn ạ. Đó. Cây khế này thuần chậu lâu rồi tụi em ghép nhiều bo ha. Tay cành nó cũng lớn đó cô chú anh chị. Dạ, mã này là mã 2C ạ. À. Cây khế này em giao lưu với cô chú anh chị với giá là 2.500.000 hả cô chú anh chị. 2.500.000. Em cũng bao ship cho mình luôn chậu thì em xin phép được rút chậu bó bầu ạ. À. Dạ. Cái này lọc non nó đang ra về nhà mình nó cho thêm trái nữa cô chú anh chị, đang ra lọc rất là nhiều luôn nè. Dạ rồi, đổi giúp em dạ luôn. Dạ rồi, em xuống cây luôn ạ. À. Cây khế già. Cây nào mà cô chú anh chị không gõ thì cứ liên hệ số điện thoại của em đi ha, để em hỗ trợ hình ảnh lại cho cô chú anh chị chốt đơn ạ. À. Dạ, tiếp theo là mã 3C, em có một cây mặn hoàng yến ạ. À. Cây dáng cực tàn dù, phơm tàn ấm mịn đang ra lọc non nhiều lắm đó cô chú anh chị. Cái cây mặn này về nhà cô chú anh chị là sẽ cho trái luôn á, tại vì em vô dây nó sẽ tức mình ha, tức mình là nó ra bông có trái à, đang ra lọc nhiều lắm luôn ạ. À. Và cây có chiều cao em đo lên tới đây là được 54 đó cô chú anh chị. Này. Còn cái tán dài là được 60 ạ. À. Cây liền lạc hết, không có bị lỗi chỗ nào hết đó cô chú anh chị. Hoành thân là được 38 à. Em hạo luôn cái hoành đế ở dưới đây cho cô chú anh chị biết được cái độ lớn của cây hả. Này. Dạ, hoành đế là được 54 đó cô chú anh chị. Đây nè. Dạ, đó, em 54. Đo không có sát thước dây ha. Nó đo tương đương thôi nhưng mà nó hơn con số mà em báo với cô chú anh chị luôn á. Tại vì đế đều á, em ghép rất là nhiều bo luôn á cô chú anh chị. Này. Mã này là mã 3C ạ. À. Cây mặn hoàng yến này em giao lưu với cô chú anh chị với giá là 2.400.000 ạ. À.
Đây, đang ra lập non bung chèo, cây là thuần chậu đó cô chú anh chị. Đó, mặn hoàng yến cho trái chùm chùm luôn cô chú anh chị, rất là dễ cháy luôn ạ. Dạ rồi, em xin phép xuống cây luôn ạ. Rồi, tiếp tục. Dạ, tiếp theo là mã 4C. 4C em có một cây me chua dáng bay đó cô chú anh chị. Cái này về mình kết hợp với những cái tiểu cảnh ha, mình trồng cho nó đổ xuống hồ cá rồi cũng đẹp nữa nè cô chú anh chị. Để em đo thông số đi rồi em sẽ lật cái phân tàng giới thiệu với cô chú anh chị ha. Cây có chiều cao lên đây là được 35 và có tán dài là được, tán ngang là được 60. Dạ, tổng tán dài là được 75 ạ. Cây dán bay bốt cành lớn đó cô chú anh chị. Rồi để em đo cái hoành thân đi. Cái cây me này không đo được hoành thân cô chú anh chị ơi. Này, em đo cái phần cũ ở đây là được 44 ạ. Cái phần thân nó dính liền ở đây rồi. Đo ở giót đọt ở đây thì nó không có chính xác đó cô chú anh chị. Cái phần đọt ở ngoài đây là được 20 á. Nguyên một cái củ liền luôn, cây dán bay em nghiêng cho mình xem được cái cốt cành của cây ha. Thì cây nó cốt lớn rồi, tàn nó cũng ấm luôn. Mã này là mã 4C hết cô chú anh chị. Thì cây me chua này em giao lưu với cô chú anh chị với giá là 1.300.000. 1.300.000 em bao ship cho mình luôn ạ. Dạ, một cây dán bay khá là đẹp. Dạ rồi, em xin phép xuống cây ạ. Dạ, tiếp theo là mã 5C. 5C em giới thiệu với cô chú anh chị, đây là một cây kim quýt á. Kim quýt này là kim quýt cổ nuôi tay cạnh hết cô chú anh chị. Này. Dạ. Rồi, để em đo thông số ạ. Cây có chiều cao lên đây là được 60. Và tán dài từ đây qua đây là được 59 ạ. Hoành thân là được 15 đó cô chú anh chị. Cây có cái phần cũ ha, em đo chọn cái phần cũ thôi ạ. Và cái phần cũ là được 27 ạ. Cây này già lắm đó cô chú anh chị. Cây kim quýt này nuôi như thế này đây ha, là tầm cái bản thân cái cây là tầm khoảng 20 năm ăn lên đó. Mấy cái cốt mà nuôi được như thế này đây là hơn mười mấy 20 năm đó cô chú anh chị. Cây rất là già luôn á. Đang cho trái luôn nè. Trái chín có và trái sống cũng có luôn. Tay cành ấm mịn. Chỗ này em để cái con sâu nó ăn bữa nay nó cồn cồn lá luôn rồi cô chú anh chị ơi. Mã này là mã 5C ạ. À. Cây kim quýt này em giao lưu với cô chú anh chị với giá là 1.600.000 ạ. À. 1.600.000 em bao ship cho mình luôn hết cô chú anh chị. Đó, ship toàn quốc ạ. À. Dạ rồi, em xuống cây luôn ạ. À. Cây rất là già hết cô chú. Dạ, tiếp theo là mã 6C cũng là một cây kim quýt luôn. Đây. Cái lô cây này là cây nào cũng già hết đó cô chú anh chị ơi. Tay cành là nó lớn luôn á. Kim quýt là lâu nhất là mình nuôi cái cốt của cây á. Cây có chiều cao lên đây là được 41. Dạ, có tán dài là được 49. Rồi em đo cái phần thân ngay chỗ này là được khoảng 15 đó cô chú anh chị. Này, cây cũng có đế xung quanh nữa. Mã 6C cây kim quýt này em giao lưu với cô chú anh chị với giá là 1.300.000 hết cô chú anh chị. Đó. Thì chậu xi măng cho phép em rút chậu bó bầu à. Cây này nuôi theo kiểu cổ á, nuôi theo tay tay á cô chú anh chị nên là nuôi lâu lắm nó mới được ấm tàn như thế này hay ha. Cốt cành này lớn, đặc biệt là nó không còn kẽm nữa, nó thành phẩm luôn á cô chú anh chị. Dạ. Rồi. Dạ rồi, em xin phép xuống cây luôn ạ. Cái nào mà cô chú anh chị không rõ thì cứ liên hệ số điện thoại của em đi để em cung cấp hình ảnh lại cho cô chú anh chị chốt cây ha. Và tiếp theo là mã 7C, em có một cây ổi tàu siêu trái á. Cây đang cho bông và có trái luôn á cô chú anh chị. Bông ổi rất là đẹp này ha, đang có nhiều trái nữa. Em đo thông số ạ. Và cây có chiều cao lên đây là được 41. Tổng tán dài là được 67 á cô chú anh chị. Rồi. Cái phần thân là được 16 ạ. Mã này là mã 7C ạ. Cây ổi này em giao lưu với cô chú anh chị với giá là 1 triệu đồng ha. 1 triệu đồng em bao ship cho mình luôn. Tàn ấm lắm đó cô chú anh chị. Rồi. Cây có một cái nhánh ở dưới đây nhìn viên cây lắm luôn. Mấy cây này là già cây nè. Cốt cành lớn tụi em đã đệm nhiều nước dây rồi, về cô chú anh chị có thể tháo ra luôn á. Này, 1 triệu đồng mã 7C ạ. Dạ, dạ rồi, em xuống cây luôn ạ. Dạ, tiếp theo là mã 8C cũng là một cây ổi luôn á cô chú anh chị. Này, cây này dáng lắc ha. Đang nhiều trái ha cô chú. Rồi để em đo thông số luôn ạ. Dạ, cây hết. Dạ, cây có chiều cao lên đây là được 46. Dạ, tổng tán dài là được 67 á cô chú anh chị. Hoành thân cây là được 20 ạ. Dạ. Cây đang cho rất là nhiều trái luôn cô chú anh chị. Trái ổi này mình ăn vô nó thơm lắm cô chú anh chị. Và nó có vị chua chua ngọt ngọt ha. Dạ, mã này là mã 8C. Cây ổi này em giao lưu với cô chú anh chị với giá là 900.000. 900.000 em bao ship cho mình luôn ạ. Đó. Mấy cái ổi này già cây có cốt lớn không mà cô chú anh chị, tàn ấm mịn, đặc biệt là cây đang cho trái rất là nhiều luôn ạ. Dạ, 900 ha. Dạ. Rồi. Dạ rồi, em xin phép xuống cây luôn ạ.
Dạ, tiếp theo là mã 9C. 9C em có một cây cốc đó cô chú anh chị. Đây là cốc gừng ha, mà loại cốc chua. Em ghép với cốc thái, em đã ghép lâu dữ lắm luôn rồi. Ghép cốc thái vô là để nó cho trái quanh năm ha cô chú anh chị. Trái nó chùm chùm thầm thầm, ra trái tự nhiên à. Rồi để em đo thông số cho mình rõ à. Cái cây này cái rễ nó rất là quái luôn nè. Cái phần thân ở đây nó cuộn cuộn giống như một con cái lò xo vậy. Rồi cái phần thân cuộn cuộn ở đây em đo ở đây là được 35 đó cô chú anh chị. Còn cái phần thân ha, phần thân thì nè, em hạo cái thước dây ngay chỗ này cho cô chú anh chị gõ. Dạ, phần thân là được khoảng 11 ạ. Đây, cái bo ghép là em ghép lâu rồi nên cái bo nó lớn đó cô chú anh chị. Mã này là mã 9C ạ. À. Cây cốc này em giao lưu với cô chú anh chị với giá là 1.100.000 ạ. 1.100.000 em bao ship cho cô chú anh chị ha. Thì cái chùm này em ship luôn cái chùm cho cô chú anh chị. Dạ. Cây ghép lâu của cô chú anh chị, tay cành lớn ha, bo ghép lớn lắm luôn ạ. À. Nhìn được, dáng quái lắm. Dạ rồi, em xuống cây luôn ạ. À. Dạ, tiếp theo là mã 10C. 10C em có một cây cần thăng em ghép với cam Mỹ. Cây này thì đang cho lọc non rất là nhiều luôn. Dáng cái củ cần thăng thì rất là quái, đặc biệt là nó không có bị lũa gì hết đó cô chú anh chị. Em đo thông số luôn ạ. À. Cây có chiều cao lên đây là 37 và có tán ngang là 39. Rồi, cái phần thăng em đo ngay chỗ này là được 26 đó cô chú anh chị. Còn cái phần đế ha, phần đế em đo được 43 ạ. À. Này, cây liền lạc hết mấy cái bo ghép là em đã ghép lâu rồi. Mắt ghép là nó lớn đó cô chú anh chị. Mã này là mã 10C ạ. À. Cây cần thăng này em giao lưu với cô chú anh chị với giá là 1 triệu đồng ạ. À. 1 triệu đồng em bao ship luôn hết cô chú anh chị. Rồi, sạch sẽ hết chú. Rồi. Dạ bạn. Rồi, em xuống cây luôn ạ. À. Dạ, tiếp theo là mã 11C, cũng là một cây cần thăng em ghép với cam Mỹ luôn. Cây này cũng có giá 1 triệu luôn cô chú anh chị, mua 2 cây thì em sẽ bớt tiền lại cho mình hết cô chú anh chị. Đây, cây này thì đang cho trái ạ. À. Dạ, cây có chiều cao lên đây là được 36. Dạ, có tán dài là được 36 luôn à. Cái phần đế đây là được 44 đó cô chú anh chị. Mấy cái gốc cần thăng này là già dữ lắm luôn ha. Em lựa những gốc già, gốc đặc không à, để ghép vô ha. Còn mấy cái bo ghép nè, cần thăng nó có tay cành, cái mình ghép vô đó cô chú anh chị. Ghép nó lớn lắm luôn mấy cái mắt ghép mà. Cây đang này là đang cho trái đó cô chú anh chị. Mã này là mã 11C à. Cái gốc cần thăng này em giao lưu với cô chú anh chị ha, cũng giá 1 triệu đồng luôn. Cần thăng ghép cam Mỹ hết cô chú anh chị. Đó, trái thì nó sẽ cho quanh năm luôn, lọc nó ra là nó sẽ có bồng, có bông, có trái à. Dạ rồi. Dạ rồi, em xuống cây luôn ạ. À. Dạ, tiếp theo là mã 12C. 12C thì em giới thiệu với cô chú anh chị là linh sam song hình ạ. À. Linh sam song hình bông màu tím ạ. À. Rồi em đo thông số luôn, cây có chiều cao lên đây là được 30. Dạ, có tán dài là được 52 ạ. À. Cây dáng đổ hay thăng không hết cô chú anh chị. Cây có cái hoành thăng ở đây là được 24 mà. Đây, linh sam song hình hết cô chú anh chị. Cái phần đế lúc nào nó cũng nở hết. Mã này mã 12C, cây linh sam này em giao lưu với cô chú anh chị với giá là 700.000. 700.000 em bao ship với cô chú anh chị ha. Em nghiêng cho mình nhìn cái dàn xương bên trong của cây, cốt cành lớn hết cô chú anh chị. Đó, 700. Đệm 2-3 nút dây ha. 700. Bao ship luôn bông màu tím ạ. À. Dạ cây ha. Dạ rồi, em xuống cây luôn ạ. À. Dạ, tiếp theo là mã 13C, à, cũng là 700.000 một cây linh sam luôn hết cô chú anh chị. Đây, mỗi cây nó có một cái nét đẹp riêng đó cô chú anh chị. Mà đặc biệt là cây nào em cũng lựa là dáng rất là đẹp, quái luôn ạ. À. Cây có chiều cao lên đây là được 41, có cái tán dài là được 59 đó cô chú anh chị. Dạ, cái hoàng thăng là được 17 à, cái phần cũ ở dưới đây nó lớn hơn nữa à. Mã 13C cũng 700 luôn đó cô chú anh chị. Đây, linh sam là cô chú anh chị trồng ở đâu cũng được hết trơn ha, rất là dễ trồng luôn. Mình muốn có hoa thì mình cứ lặt lá cho em đi ạ. À. Em cũng nghiêng cho mình xem được cái dàn xương bên trong ha. Cây không có bị lũa một chỗ nào hết đó cô chú anh chị. Dạ rồi, 13C cũng giá 700 luôn ạ. À. Rồi em xuống cây luôn ạ. À. Dạ, tiếp theo là mã 14C, một cây linh sam song hình luôn. Cây này đẹp đó cô chú anh chị. Dáng nó giống như là nó đổ đổ xuống đây nè ha. Nó tay cạnh thì nó lớn luôn. Cây có chiều cao lên đây là được 36. Dạ, tổng tán dài là được 65 đó cô chú anh chị. Này, mã này là mã 14C cô chú anh chị nhớ chú đúng mã giùm em ha. Cái phần thân cây. Cây này đẹp quá. Dạ, em đo ngay chỗ này là được 22 đó cô chú anh chị. Em đo sát ở dưới đây là được 29 ha. Cái phần cũ nó nở ra. Đây nè, em nghiêng cho cô chú anh chị nhìn được cái dàn xương của cây ha. Cây này rất là đẹp luôn. Dạ rồi, mã này là mã 14C, cây linh sam thì em giao lưu với cô chú anh chị với giá là 800 ha. 800 em bao ship cho mình luôn. Mua 2 cây thì em bớt tiền lại cho cô chú anh chị ạ. À. Cây 800. Cốt cành lớn ạ. À. Dạ.
Rồi. Dạ rồi, em xin phép xuống cây luôn ạ. Dạ, tiếp theo là mã 15C. 15C em có sâm trái á cô chú anh chị, mà sâm trái này là sâm trái xù ha. Đó, thì mấy cây sâm trái này á cô chú anh chị ha, sâm trái xù cho trái nhiều lắm luôn. Nè, cái thân nó xù xù á. Cây này về cô chú anh chị sang vô cái chậu khác giùm em đi ha, nhìn cái cây nó đẹp hơn á. Cây có chiều cao lên đây là được 21. Dạ, có tán dài là được 34, mình sang vô cái chậu lùng lùng chút mình để trên bàn á cô chú anh chị. Dạ, cái hoàng thân là được 10 á. Mã 15C cây sâm trái này em giao lưu với cô chú anh chị với giá là 500.000. 500.000 em bao ship cho mình luôn. Cây nó nhỏ cô chú anh chị để trên bàn ha, mà cây nó cốt cạnh nó lớn hết trơn rồi, thân nó xù xù á. Đây, 500.000 ha cô chú anh chị, bao ship cho mình và ship chậu luôn, chậu nhựa ạ. Dạ rồi. Dạ rồi, em xuống cây luôn ạ. Dạ, tiếp theo là mã 16C cũng là một cây sâm trái xù luôn. Cây này cũng có giá 500 luôn á cô chú anh chị. Đây. Rồi, để em đo thông số luôn ạ. Cây có chiều cao lên đây là được 30. Dạ, có tán dài là được 36 cô chú anh chị. Nó đang có những cái hoa trái luôn. Dạ, cái hoành thân em đo ngay chỗ này là được 10 luôn á. Cây sâm trái xù á, chỗ nào nó có mặt cắt là chỗ đó nó kéo kéo lại, nó xù xù cục cục luôn á cô chú anh chị. Cây là già lắm luôn ạ, tai cành lớn ha. Thì 16C cũng giá 500 luôn, mà mua 2 cây em bớt 100 nữa cô chú anh chị. Sâm trái xù ha. Về cô chú anh chị chỉ cần sang chậu mình tỉa theo cái phong tàn có sẵn thôi là cây nó tự ra bông có trái à. Dạ. Dạ rồi, em xuống cây luôn ạ. Dạ, tiếp theo là mã 17C với cô chú anh chị. 17C thì em giới thiệu với cô chú anh chị, đây là một cây đề ha. Đó, cây đề này dáng nó nằm á, về cô chú anh chị sang vô cái chậu dĩa nhìn nó đẹp hơn á cô chú anh chị. Rồi, để em quay qua đây em đo thông số cho mình gõ ha. Mô phạt ạ. Rồi, cây đề, cây lâm vồ hết. Cây có chiều cao lên đây là được 39 đó cô chú anh chị. Còn cái tán dài là được 41 ha. Hay đề trắng đó cô chú anh chị, hay còn gọi là lâm vồ ha. Em đo cái hoành thân. Cái hoành thân ở đây là được 22 nè. Tổng cái chiều dài dáng nằm ở đây là được 51 của cô chú anh chị. Em đo nhiều chi tiết đi ha. Rồi, từ đây lại đây là được 20. Mã này là mã 17C ha. Thì cây đề trắng hay còn gọi là cây lâm vồ á. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị với giá là 500.000. 500.000 em bao ship cho mình luôn ha. Cái gốc này giờ chỉ cần sang chậu thôi là nhìn nó đẹp rồi đó cô chú anh chị. Đó, dáng nó nằm ha. Mấy cây này là hàng khai thác, em đã nuôi cốt cành được một thời gian rồi đó cô chú anh chị. Dạ. Dạ rồi, em xin phép xuống cây luôn ạ. Tiếp tục là lâm vồ. Dạ, tiếp theo là mã 18C cũng là một cây đề trắng luôn, hay là lâm vồ. Cây này thì 400 hết cô chú anh chị. Đó, 400 em bao ship cho mình luôn. Mua 2 cây em bớt cho mình 100 nữa ạ. 400 thôi hả chị? Dạ, 400. Rồi, em đo thông số ạ. Cây có chiều cao lên đây là được 35. Dạ, có tán dài ở đây là được 47 hết cô chú anh chị. Rồi, tổng cái hoành ở đây là được 36 cô chú anh chị. Cây liền lạc hết, không có bị lỗi gì hết hết cô chú anh chị. Dạ rồi, mã 18C ha, thì 400.000 em bao ship luôn, cây có tay cành ấm mịn hết rồi đó cô chú anh chị ơi. Đây, cây lâm vồ ha. Dạ, đầy đủ tay cành ha, ra một cây bông. Dạ rồi, em xuống cây luôn ạ. Dạ, tiếp theo là mã 19C. 19C em có một cây xanh nữa cô chú anh chị. Đây, cây này là xanh quê của mình ạ. Mà cây nó dáng nó lắc lượng, nhìn nó giống như dáng lông nha. Để em đo thông số ạ. Dạ, cây có chiều cao lên đây là được 54 ạ. Dạ, có tán dài là được 57 á cô chú anh chị. Dạ, cái hoành thân là được 9. Rồi, để em đo tổng cái hoành đế nha cô chú anh chị. Dạ, tổng cái hoành đế là được 45 ha. Yeah. Mã này là mã 19C á cô chú anh chị. Cây xanh này em giao lưu với cô chú anh chị với giá là 650 ha. 650 em bao ship với mình luôn. Đó. Cây nó có một cái phần rễ bị khô ở đây nè cô chú anh chị, về xử lý giùm em ha. Đây nè. Yeah. Đó. Mà nó tươi xanh, là nó xanh nha cô chú anh chị, nó còn sống ha, chứ không phải là nó chết. Mã này là mã 19C ha, thì 650 cây xanh này á em bao ship cho mình. Chậu thì em xin phép rút chậu bó bầu ha. Cây đường cái là thân nó lắc lượng nè, cốt nó lớn á cô chú anh chị, tàn nó ấm lắm luôn ạ. Dạ, dạ rồi, em xin phép xuống cây ạ. Dạ, tiếp theo là mã 20C. 20C em có một cây si búp hồng. À, cây si búp hồng ha, tàn ấm mịn luôn. Nó đang ra búp hồng hồng rất là đẹp với cô chú anh chị. Dạ, si búp hồng. Cây có chiều cao lên đây là được 49. Dưới nắng cái lá nó không. Dạ, có tán dài là được 55 đó cô chú anh chị. Rồi, cái phần thân ở đây là được 19 luôn ạ. Nó có phần đế dưới đây luôn ha.
Dạ, KC Bích Hồng này em giao lưu với cô chú anh chị với giá là 500 ngàn em bao ship luôn ạ. Mã 20C ha. Cái búp nó đang nở ra hồng hồng của cô chú anh chị. Cây này là cốt cành lớn ha, có tay cành tụi em đã nuôi cốt hoàn thiện, đặc biệt là nó thuần chậu luôn rồi ạ. 500 thôi hả chị? Dạ 500 bao ship. Dạ. Thì chậu thì em không có ship đó cô chú anh chị, cho phép em rút chậu bó bầu. Dạ đây cũng là mã cuối clip của bonsai Huy Hoàng nhà em hôm nay ha. Em chân thành cảm ơn tất cả các quý cô chú anh chị đã bỏ thời gian ra xem clip nhà em và mua cây ủng hộ em. Em xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị trên kênh bonsai Lộc Tỉnh miền Tây vào clip sắp tới ạ. Em xin chào ạ. Dạ rồi, con cũng kính chào quý chú ha. Quý chú xem kênh xin mời đăng ký kênh, nhấn chuông thông báo để tiếp tục theo dõi và giao lưu những clip mới nhất trên kênh. Con xin chào quý cô chú.